Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft đảo rồng phần thứ tư. Ở tập trước thì mình đã lấy được cái quả trứng rồng vàng này từ một từ tay của một ông lão ở trong làng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ấp cái quả trứng này. Nhưng theo lời ông lão nói rằng là để ấp được cái quả trứng này thì mình phải đi kiếm những cái block vàng, đi đến một cái đảo vàng để có thể lấy và tiến hành ấp nó mới lở được. Đó thì ông lão thì nói rằng là muốn có được rất là nhiều vàng thì mình phải nhờ đến một vị thuyền trưởng ở bến tàu. Thì bây giờ mình sẽ đi đến bến tàu. Come on, come on. Đó, rồng bay rất là nhanh. Đi bộ rất là lâu nhưng mà bay thì thôi. Bây giờ mình sẽ tạm thời cho con này nó ở đây. Ok, xem là thuyền trưởng nói gì nào. Hãy lấy những món đồ và lên thuyền để ta đưa người đến nơi đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bộ áo giáp. Cho mình hẳn bộ áo giáp rồi, rất là phê luôn. Ngon ngay. Bộ áo giáp này, tên, rất là nhiều tên, cũng như là một cái cúp, cung. Cái này mình sẽ vứt đi. Cung này, tên này, cúp, ok. Đã xong. Giờ thì mình sẽ phải lên thuyền. Chắc là cái thuyền này rồi. À đây. Kích để đi, à. Kích để đi phải không? Ok man. Bây giờ mình sẽ kích để đi. Wow. Ok. Đã tới. What? Ôi, nhưng mà không được. Hóa ra là cho mình vũ khí mà áo giáp là phải chiến nhau với cả con rồng vàng này thì mình mới lấy được vàng. Bởi vì là nó đã bị kiểu như một lời nguyền. Mình không giết được cái con rồng này ở đây thì mình sẽ không lấy được vàng, ok. Wow, đây là một con rồng vàng các bạn. Nhìn mắt nó kìa. Ok, nó xuống nước rồi thì phải. Mình bắn nó xuống nước rồi. Yeah. Lên đây. Ui, nhìn mắt à. Nó căm, kiểu như là muốn ăn thịt mình luôn rồi đấy. Ui, treo. Đúng rồi, lên đây. Em ơi, lên đây. Từ á mình sẽ không đánh bại một cái con cùi bắp này ở dưới nước cả. Mình sẽ trả nó lên. Lên đây đánh nhau với tao. Hãy lên đây như một thằng đàn ông. Yo, tao sẽ chạy. Tao sẽ chạy. Mày đuổi tao hả? Nó sẽ không tiến lại gần được mình. Bởi vì là mình sẽ bắn đẩy lùi nó ra chỗ khác. Mà nhìn mắt nó đang căm phẫn, căm nộ mình. Đấy, nó muốn ăn thịt mình lắm rồi đấy. Tuổi dê. Truyền thuyết về một con rồng cai giữ đảo vàng ở giữa biển đây. Chợ. Giết nó, ok. Nó đã bị chết. Wow. Nghe rất là ghê sợ. Bây giờ mình sẽ... Có thể là lời nguyền đã bị hóa, phá bỏ. Và bây giờ mình sẽ được quyền là... Ui, để hồi block vàng. Đào những cái block vàng này mang về. Mình nghĩ rằng là mình đào ít ít thôi, không cần nhiều. Hi hi. Mình định là ấp nó luôn, ấp quả trứng này luôn ở đây, sau đó thì bay về, nhưng mà thôi. Đằng nào cũng cần đến vàng thì nên là ấp luôn ở nhà, sau đó thì phá hủy nó. Phá hủy block vàng đi lấy. Đó, rất là nhiều vàng luôn. Come on. Ok, 26 block mình nghĩ là đủ rồi. Giờ thì mình sẽ phải đi thuyền về và không có thể là sự giúp đỡ của ai cả. Mà cũng nhanh thôi, mình sẽ đi theo hướng này. Theo hướng mặt trời mọc, kinh hâu. Ui, thuyền này đi nhanh quá ta. Ồ, ở đây cũng có thuyền. À đâu, đây là bến thuyền rồi. Phê men. Rồi, ok, đã gặp dòng
Rồng mình rõ ràng cho nó ngồi mà bây giờ nó nó mình thấy nó di chuyển ảo diệu vãi. Ui, cái thuyền này cực kỳ đi nhanh luôn, thuyền hai mái này. Rồi luôn mấy mấy thanh niên dân làng ở đây không thèm lên luôn. À, mình sẽ trời ơi lên đậu đậu vào bờ khó quá ta. Mấy chỗ này không đậu được thôi. Đau đầu quá men. Đó, ok đậu đây cũng được. Rồi xong rồi giờ ra cưỡi cưỡi cái con rồng kia. Ôi con rồng kia chạy tận bên này rồi. Thấy nó hư không? Hư à. Cưỡi con rồng quay trở về cái nơi mình xem mình ấp ở đâu cho đẹp ta. Ấp nơi cao cao à. Đâu nhỉ? Ấp ở đâu được nhỉ? Đây. Mình sẽ chọn nơi này. À, trên mái nhà luôn. Thấy ấp kiểu như ấp trứng gà ấy. À, block vàng luôn. Mình sẽ đào phá cái này đi. Xây rộng rộng ra bởi vì mình có rất là nhiều block vàng. Come on, come on, được rồi, ok, thế là ổn rồi đấy. Rồi. Đang hấp thụ tinh hoa của trái đất. Đó, mình sẽ xây như thế này cho nó không bị nhiễm với cả những cái con rồng khác. Giờ thì mình sẽ đi câu cá. Tiện thì nó dậy thì mình sẽ có thể là cho nó ăn luôn. Tuy rằng trời tối nhưng vẫn phải làm việc. Đó. Khổ thế đấy. Có ai khổ như tôi không? Chúng ta sẽ đi đâu ta? Thôi quay lại trở lại bến thuyền thôi. Bến tàu. Hoặc okay, ở đây cũng được. Ở đây có chỗ đỗ cho con rồng. Đó, mình sẽ câu ở đây. Mình sẽ câu ở đây. Vứt mấy cái này đi. Yeah, một con. Rất là nhanh. Đấy, kiểu như cá ban đêm nó ăn nhanh hơn ban ngày ấy. Đấy lại tiếp tục kìa. Dạ ngon ngay hai con bỏ mồm. Nhiều bạn bảo bỏ cái phần câu cá này đi, mình thấy đảo rồng khoái mỗi câu cá mà các bạn lại bảo bỏ đi thì bỏ là bỏ thế nào? Mình thích mỗi câu cá thôi. Ok, hai con nó ăn xong kiểu như nó sợ, nó báo với cả đàn nó bảo là đừng có đến ăn nữa. Mình chả thấy con nào cắn nữa rồi. Let's go. Lower man. Đều đều. Yeah, ba con. Ok, xin lỗi các bạn, mình có một tí trục trặc thế là mình lại quay lại cái clip. Giờ ok, tiếp tục câu.
Tí nữa câu mình nghĩ là câu tầm 5 con, sau đó thì mình quay trở lại đi xây một cái chỗ ở cho bọn rồng này. Bởi vì là mình cưỡi thì chỉ cưỡi được một con thôi, không cưỡi được hết, thế nên là xây chỗ cho chúng nó ở đấy. Mình sẽ tìm một nơi thật là đẹp đấy, rộng rộng nữa chứ. Ok, chúng ta được 4 con rồi, được con cá nóc mắt nhện này, vứt đi, da thuộc vứt đi, băng mình cũng vứt, và len thì cũng vứt nốt, cúp không cần. Đó, chúng ta bây giờ chờ cá nó câu nốt con này rồi mình quay trở về. Rồi ok, mình sẽ cho, à thôi câu con nữa, cho con này ăn một cái. Đó, lần trước nó giúp mình rất là nhiều rồi mà mình chưa cho nó ăn, mình sợ là máu nó hết. Thôi câu thêm một con nữa lỡ câu rồi. Come on baby. Đều đều. Ồ câu được luôn cái ủng da. Mình có ủng sắt rồi, cần gì ủng da. Tưởng câu được ủng kim cương. Số mình hên lắm, câu toàn được cái vớ vẩn thôi. May là không được cua đấy. Được cua hơi mệt. Ok, lần này lại lâu rồi, ở đây rồi. Rồi ok, được 5 con rồi, giờ mình sẽ quay trở về. Về thôi em. Ui, đâm đầu vào, đâm đầu vào cái cầu. Xem mình xây ra đâu ta. Ở đây không, ở đây lại không có một cái hòn đảo nào nó trống, toàn xây nhà hết rồi. Đó, quả trứng rồng này vẫn đang tiến hành hấp thụ tinh hoa trời đất đây. Đây đi, mình cho nó ở giữa làng đi, cho người dân chăm cho. Đó, mình cho ở giữa làng luôn. Cho ở giữa làng. Ra đây em, ngôi nhà mới của mày sẽ ở đây, và tao sẽ cưỡi rồng vàng thôi, tao không cưỡi mày nữa. Đây tạm thời đây là nơi ở của mấy cái con rồng này. Chắc chắn là series này sẽ có nhiều con rồng mới, thế nên là các bạn hãy yên tâm rằng là không chỉ có một con đâu. Cứ chờ mà xem. Và các bạn yêu thích cái con rồng gì, đấy, ý tưởng của các bạn là con rồng gì, không biết là có trong series này không, thì các bạn hãy cứ comment. Biết đâu lại có à. Biết đâu lại có cái loài rồng các bạn tự nghĩ ra. Rồi luôn. Crafting table. No. Thế này hết gỗ rồi. Mình đi làm cửa nữa. Nhưng mà không đủ. Còn 6 cái này thôi. Rất là ít. Chả lẽ lại phá nhà? Thôi không, mình sẽ không phá nhà đâu. Thôi đi, đi chặt gỗ thôi. Trong giây phút chờ không có việc gì làm thì mình sẽ đi làm những cái việc vô bổ.
Đó. Giá mà chỗ kia nó kiểu như là nó không có mấy cái cẩu, cái gọi là cái súng bắn đá thì bằng phẳng thì mình có thể là làm cái nhà đấy cho nó đẹp. Thế mới gọi là đảo rồng. Ok, xuống chặt cho nhanh, đứng nhìn con rồng kia chặt lâu lắm. Trời đã sáng dần rồi này. Chặt nốt cây này là đủ rồi đấy. Mình sẽ không cần nhiều. Không cần là quá nhiều. Thôi về thôi, trời sáng rồi. Mặt trời mọc rồi. Phê nha. Nó bay kiểu như là trực thăng luôn ấy. Con này mấy thanh niên cứ bảo là rồng nước tăng lực. Đầu đầu có men. Này là rồng đỏ. Nước rồng đỏ các bạn không? Các bạn uống nước rồng đỏ ấy. Hay uống Sting. Đây là rồng Sting. Chứ không phải rồng là rồng tăng lực gì đâu. Rồng này rồng Sting luôn. Sting luôn. Làm một cái cửa hai cái đi. Ok man. Mà mình nghĩ là rồng này nó cũng chả cần cửa đâu. Bởi vì sao không cần cửa? Bởi vì nó bay lên mà có phải là nó đi đâu. Một điều chính xác là như vậy. Ok. Ủa, chỗ này vẫn chưa bị lấp à? Mày đùa tao hả? Đó, tạm thời ở đây đã. Giờ mình quay trở lại cái chỗ ấp trứng rồng đã được chưa? Bởi vì là quả trứng rồng nó rất là lâu. Chúng ta cùng chờ xem. Nhanh lên em. Wow, quả rồng đã sắp lở các bạn ạ. Ok. Trong giây phút chờ đợi rất là lâu thì cuối cùng nó đã lở. Nó đã lở rồi. Mình vừa thấy nó động đậy mà. What? Phải không? Phải mắt mình bị hoa không? Rõ ràng là mình thấy cái quả trứng nó động đậy mà. Ok, đây đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ok. Thôi chúng ta chờ thêm một tí nữa. Sau đó thì mình sẽ dẫn nó lên. Bởi vì là mình không có dây dây buộc thì mình nghĩ rằng là xem nào dẫn nó bằng cách nào ta. À con này nó sẽ đi đi theo cái con rồng máu này, mình nghĩ là như vậy và mình đoán là như vậy. Nó sẽ đi đó và mình sẽ cưỡi con rồng máu này đi lên chỗ kia thôi, nhốt nó vào ngon ngay, không phải để lang thang cũng được nhưng mà sợ lúc tìm nó khổ thôi. Nở đi em. Come on, come on. Rồi nó sắp nở rồi thì mình đào mấy cái block vào đi. Nó sẽ bị không bị ung trứng đâu mà lo. Giờ mình đánh đánh vào cái con rồng này là con này nó sẽ đánh này, con này láo lắm. Nó sẽ bảo vệ. Đó, ok. Đào lên để làm móng cho cái nhà con này. Tí mình sẽ đào hết mấy cái này đi. Đằng nào nó cũng nở rồi ấy. Đó, sắp nở rồi. Động đậy mạnh là nở ngay. Mà công nhận là cái bản mốt mốt rồng của Minecraft này nhìn nó chân nó ảo thật. Nở nó còn không nở phát ra luôn mà còn động cái này như thật ấy. Mình khoái cái bản mốt này. I like this. Chiu chiu chiu. Ok, 2-3 block là ngon rồi đấy. Đào tiếp 24. Ok. Để lại một block cuối cùng. Ôi, đừng bảo đào hết block mà nó không nở nữa thì nó không nở là chơi ngu nhá.
Đó, các bạn thấy không, trời vừa nãy sáng mà bây giờ trời đến tối luôn. Có lẽ là mình sẽ phải cắt cái đoạn vừa nãy đi, đỡ mất công. Mất công bạn xem lại chán. Wow, ok, nó nở rồi, các bạn thấy không, đẹp không? Wow, rồng vàng Barbie luôn. Thôi chúng ta sẽ về, mình sẽ xem nào. Chắc chắn nó sẽ đi cùng cái con rồng máu này. Xuống đây em. Nó tưởng là con này là mẹ nó mà. Tao mới là mẹ mày. Tao mới là người ấp ra mày. Ủa, nó không thèm đi luôn. Rồi ok fine. Giờ mình nghĩ là không còn cách nào rồi. Hoặc là chờ nó lớn lên thì mình mới thần phục được. Xuống đây em. Xuống đây. Come on baby. À không thì xem là tựa. Xem nó có trèo được lên đây lại không. Trèo được lên đây lại thì mình sẽ để cái con rồng máu đây cho nó chơi cùng. Đúng rồi. Ok cho hai mẹ con. Đây là mẹ kế. Gọi là mẹ kế. Cho nó ở đây. Sau khi lớn thì mình sẽ dắt nó lên. Bởi vì vừa nãy là nó bị đứng ở đây, nó không thèm xuống nữa. Các bạn thấy không, hai mẹ con hạnh phúc không. Hi hi. Đó, rất là đẹp luôn. Không thì bây giờ mình thử bay hết hẳn lên rồi mình bay sang bên này. Cho bạn xem cái dung mạo của con rồng kia đã. Rồi mình tí nữa mình sẽ bay sang. Đó, ok. Bạn thấy không, đẹp không? Cánh nó sáng loáng vàng kìa. Very good. Rất là đẹp luôn. Well. Rất là đẹp. Đó, ok, thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã up được cái con rồng vàng baby. Đó, tập ngày hôm sau thì chúng ta sẽ lại nuôi lớn nó và đi làm các nhiệm vụ tiếp theo. Ok, cho các bạn ngắm lại. Đẹp không? Sau này thì mình sẽ cưỡi con này. Đó, cứ có con nào mới thì mình sẽ cưỡi nó mới. Đó, đít kìa. Vàng chóe. Đẹp kinh khủng. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. À quên, đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.